Đây là phần đáy túi sau khi mình móc xong hàng 22. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc hàng 23. Hàng 23 đầu tiên các bạn cũng lên 2 xích cho mình. 1 xích, 2 xích. Sau đó ở cụm lá này, các bạn sẽ móc cho mình 8 mũi kép. Ở trước. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó các bạn móc cho mình 5 mũi kép ngoặc sau. Năm. Rồi ở đây móc một mũi kép ngoặc trước. Sau đó móc 5 mũi kép ngoặc sau. Mũi thứ tư và mũi thứ năm. Rồi các bạn móc cho mình 5 mũi kép ngoặc sau. À xin lỗi, 5 mũi kép ngoặc trước. 1 4 À ở đây phải là 8 mũi kép ngoặc trước chứ các bạn. 8 chứ không phải 5 đâu. 5 6 7 8 Rồi, đến đây các bạn móc 5 mũi kép ngoặc sau. Bốn. Năm. Ở phần lá thì các bạn móc cho mình một mũi kép ngoặc trước. Rồi ở cái cụm này khi nãy các bạn đã giảm xuống còn 10
21 mũi kép ngoặc sau. Thì bây giờ các bạn giảm cho mình, giảm mũi đầu tiên. Sau khi giảm xong mũi đầu tiên, các bạn móc cho mình 19 mũi kép ngoặc sau nữa. Sau khi móc xong 19 mũi kép ngoặc sau, các bạn móc một mũi kép ngoặc trước ở phần lá. Rồi móc 5 mũi kép ngoặc sau. Các bạn lặp lại như vậy từ cái chỗ bắt đầu đến cái điểm 5 mũi kép ngoặc sau như thế này thêm 3 lần nữa để kết thúc hàng số 23 nhé các bạn. Đây là phần hoa văn sau khi chúng ta móc xong hàng số 23. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc số hàng số 24. Ở hàng 24 đầu tiên các bạn cùng lên 2 xích cho mình. 1 2. Đến phần hoa văn chỗ lá này, các bạn tiến hành móc giảm hai đầu nha mình. Ở giữa móc 4 mũi kép ngoặc trước. Sau khi giảm xong các bạn sẽ còn 6 mũi kép ngoặc trước như thế này. Đây. Rồi đến cụm ở sau đây các bạn móc cho mình 5 mũi kép ngoặc sau. Ở chân mũi kép ngoặc trước các bạn móc cho mình 2 mũi kép ngoặc trước vào cùng chân này. Bởi vì chúng ta đã chuẩn bị kết thúc phần lá cũ cho nên giờ chúng ta sẽ móc phần lá mới. Tiếp theo ở đây cũng móc 5 mũi kép ngoặc sau.
Đến phần lá các bạn tiếp tục tiến hành giảm hai đầu. Ở giữa móc 4 mũi kép ngoặc trước liên tục. Đây các bạn còn 6 mũi kép ngoặc trước. Tiếp theo các bạn móc cho mình một mũi kép ngoặc sau. Hai mũi kép ngoặc sau tiếp theo các bạn tiến hành giảm thành một cho mình. Rồi, tiếp theo móc 13 mũi kép ngoặc sau. Một mũi rồi, hai mũi. Mũi thứ ba là các bạn móc ở cái chỗ cái lá này này. Rồi. Mũi thứ tư. Năm. Sáu. Bảy. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Sau khi móc xong 13 mũi kép ngoặc sau, hai mũi tiếp theo các bạn tiến hành giảm cho mình. Rồi, tiếp theo móc 11 mũi kép ngoặc sau. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Mũi thứ chín là mũi ở bên lá này. Đây là mũi cuối cùng, mũi thứ 11. Sau khi xong 11 mũi kép ngoặc sau thì các bạn sẽ còn 3 mũi kép ngoặc sau chưa móc này. Lúc này các bạn giảm một lần cho mình hai mũi. Giảm hai mũi này còn thành một mũi. Rồi, mũi cuối cùng móc một mũi kép ngoặc sau.
Như vậy cái mũi kép ngoặc sau ở phần này sau khi các bạn móc thì các bạn sẽ có tổng cộng 29 mũi kép ngoặc sau. Các bạn lặp lại như thế thêm 3 lần nữa đến khi hết hàng. Sau khi móc xong hàng 24 các được, bạn sẽ được phần hoa văn như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên hàng 25 nhé. Đầu tiên các bạn cũng lên 2 xích cho mình. Một xích, hai xích. Tiếp theo chân đầu tiên, bạn móc một mũi kép, chừa lại hai sợi chân kim. Chân thứ hai cũng vậy. Sau đó có ba sợi chân kim, các bạn kéo qua ba sợi để giảm. Ở đây chân tiếp theo các bạn móc một mũi kép mặt trước cho mình. Chân tiếp theo một mũi kép mặt trước. Rồi hai chân cuối các bạn cũng móc một mũi kép giảm cho mình. Ở đây các bạn móc 5 mũi kép ngoặc sau. Rồi đến cái phần mũi kép ngoặc trước ở hàng dưới các bạn đã tăng thành hai mũi rồi đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ móc như sau. Chân đầu tiên các bạn móc hai mũi kép ngoặc trước vào cho mình. Tiếp theo lên một xích. Chân còn lại cũng móc hai mũi kép ngoặc trước. Đây, lúc này các bạn sẽ tăng được 4 mũi kép ngoặc trước và một xích ở giữa. Chân tiếp theo các bạn móc 5 mũi kép ngoặc sau liên tục. 1. Chân tiếp theo các bạn móc cho mình 5 mũi kép ngoặc sau vào 5 chân nhé. Sau đó các bạn giảm ở phần lá tương tự như phần bắt đầu. Khi các bạn giãn như thế này, các bạn sẽ còn 4 mũi kép mặt trước. Rồi, ở phần mũi kép ngoặc sau này, mỗi chân các bạn móc một mũi kép ngoặc sau cho mình. Tổng cộng ở đây các bạn có 29 mũi kép ngoặc sau.
Rồi bây giờ các bạn cứ lặp lại như vậy thêm 3 lần nữa để kết thúc hàng số 25 này. Ở đây móc một mũi kép ngoặc trước giảm, ở đây mỗi chân một mũi kép ngoặc trước, một mũi kép ngoặc trước giảm, 5 mũi kép ngoặc sau. Ở đây mỗi chân các bạn móc thêm 2 mũi kép ngoặc trước và ở giữa để có 2 xích. Tiếp theo là 5 mũi kép ngoặc sau. Ở đây tương tự, 2 mũi này giảm thành một mũi. Đây 2 mũi kép ngoặc trước, đây 2 mũi giảm thành một mũi và ở đây các bạn sẽ móc cho mình. Từ đây đến đây là 29 mũi kép ngoặc sau.